Kính chào quý khán giả ha. Thì hôm nay em cũng tình cờ đi vô trong đồng này quý vị khán giả, và em phát hiện ra là hai vợ chồng Nhi và Kiệt đang ở đây ha. Thì để mình hiểu rõ, tại thấy hai đứa ở đây mà xe bọng này kia không có thấy gì hết á. Trời ơi, rồi ở đây sao rồi, phải không? Dạ phải rồi. Trời ơi, trời ơi, trời nãy ăn gì hả? Ăn cơm ăn gì? Vậy không có tiền, trời ơi không có tiền nữa. Biết sao không? Bị gãy giò nha. Gãy giò hả? Rồi ổng bị cái lưng nào? Bị lưng hả? Biết bị rồi, bị cái đụng á. Cái lưng dưới cái là biết rồi. Rồi bán cái xe mất chưa? Rồi sao bán bây giờ nè? Bán là chị bệnh rồi. Hai đứa kết hợp với nhau lúc nào nói cho anh biết rồi? Hai năm trước. Không, để hỏi thằng Kiệt nè. Em ba Kiệt có gặp anh Kiệt nói rồi, bây giờ sao Kiệt nói lại cho anh nghe coi. Em bán xe bữa đó em đi bán thôi, nhưng mà em không kịp chưa bán nữa là em bị tung rồi. Tung vô cái lưng gãy hai bên sườn, ba cộng bên sườn luôn. Vậy em mới tông xe vô là bán luôn. Bán là 12 triệu em đi luôn, đi xuống bệnh viện luôn. 7-6 triệu. 12 triệu. Bán đi luôn. 12 nữa, xe giá mà 10. Rồi xuống nhập viện là 16 triệu á. Có giá người ta không đủ tiền. Rồi bên gia đình kia nó thôi ấy, nhập viện đi chị lo cho. Rồi em mới tỉnh khi nhập viện là em nửa tháng nữa, em nằm chừng tuần tới đó, rồi em mới chạy em nói đó. Em còn giờ kiếm vợ em nữa. Thôi bây giờ trả lại cho mày 500-600 nghìn nè, cho cưng lại 500-600 nghìn nè. Nó lên tới chậu cho nó. Sao mà bữa đó Nhi có biết gì không? Kiệt á là nhờ anh up clip lên kiếm em, đúng không Kiệt? Đó rồi em, rồi sao mà em đi kiếm Nhi được, em nói cho anh biết rồi. Tao chậu cho nó. Anh ai nói mà em biết? Nó tự về, nó nói nó tự về. Tự về hả? Tự về. Nhớ bà nội. Nhớ bà nội hả? Bây giờ hỏi nè. Dạ. Hỏng á là Kiệt có quýnh em không? Rồi xem bỏ đi. Có, ổng quýnh mà tại vì ổng quýnh mình sợ quá, mình phụ nữ mà. Dòng chén với mấy cây hũ đó ổng trời. Rồi mình sợ. Mà có trúng không? Có. Có trúng nhiều không? Trúng cái gì nhờ? Dung tì, sợ. Rồi xong rồi sợ. Rồi mấy bác xe đã ôm mà trốn đi. Rồi sao mà suy nghĩ về lại về? Nhớ bà nội. Nói là lúc mình còn ở đó, bà nội ăn uống không có được đầy đủ nữa. Rồi trong khi mình đi rồi bà nội ăn uống cái gì? Tuy rằng với bà nội ruột. Nhưng mà cũng là bà nội chồng. Có bữa tôi về á, tí mốt á không có chờ tôi đút cặp bình sữa cho nội uống. Anh đã nói á, cho ăn rồi ỉa, cho uống rồi đấy. Nói thật ra ai mà không ăn không uống không phải ra. Nhưng mà thôi, bác kêu mày đi lẹ lẹ đi, để anh Chiến về nó gặp mày. Nhưng mà sao đi tới khúc kia, cái ổng đi về tới, ổng ngược theo. Đấy cái gì hai vợ chồng mới nói lại, mình bỏ ổng cũng không được. Mà bây giờ lúc đó ngược theo nó nói với em sao? Nói về ở lại, hai vợ chồng mình cái gì cũng qua rồi em ơi. Hai vợ chồng mình khổ với nhau hai năm nay rồi. Đó là sao mà em nóng cái gì mà em quýnh gì dữ rồi kìa? Không phải là quýnh thù thôi, cho nó đừng nghe lời người ta anh. Nó nghe lời bên xoa hè đó, nhiều những thùng đó, còn những thùng anh đi đòi cho tiền đó. Anh đòi cho tiền đó em không cho đó, mà em nói anh quay thôi đừng cho tiền mua đồ ăn nữa. Không, đó. Đừng có dắt rồi, bỏ qua đi. Cái công việc của mình hai đứa vô đây ở là bao lâu rồi? Cũng được 3 ngày à. 3-4 ngày ha. Đi mò cá chút xíu, hai chồng đi mò cá nữa. Dạ không có tiền ăn nữa nè. Đi mò cá đó. Dạ không còn đâu, dạo người ta mới cho nè, miếng không dám nói nữa. Không nghĩ mày này người ta mới sinh được á, hai gói nhà cha chồng em nấu cho đó. Sáng con này 15 ngàn ăn hết 15 ngàn. 15 ngàn nè, da heo không nè, anh thấy rồi đó, da heo không mà. Với mỡ nè. Đó, rồi cá này là mò thôi nè. Da heo mỡ không nè. Anh nói gì ha? Dạ. Hai đứa thì anh cũng đồng hành từ đầu. Em biết anh là người ơn của em. Thì anh cũng không có phải mà anh kể ơn gì đâu. Không có kể, chính em kể. Nhưng mà
Thì em mới cho nó. Giờ cái này về ha. Thì... em về em ở đây rồi. Cũng hỏi với hai em một chút. Dạ. Có cái hướng mà giống như là giúp cho hai em một lần cuối cùng ha. Dạ. Để rồi hai em mà có sửa lại cái tánh mình không ha. Dạ. Mày chưa nói gì hết, cái gì cũng dạ. Ờ cái tó này có ai hả? Của em á. Giờ để em chống tó em mới đi được, không có tó em đi không có được, em lớn rồi mà. Đứng lên thức là được không? Bây giờ cũng còn xin lỗi như thế vậy. Vô đây mới bất ngờ á. Ôi giời, thôi được rồi, được rồi. Em bị bể này nè. Bây giờ em không có gian xin gì hết á. Dạ. Em chỉ cầu mong sao với rồi em lên. Bà anh chèm lòi nó hết, nó mở rồi bây giờ... không biết cái gì đó. Nhưng mà chồng em có cái tối nào ông dắt em đi rồi đẳng rồi ông xuống ông mò cá. Bữa đó à, em bán xe 12 triệu. Em không lo được gì của em đấy. Mày lo cho nó đó. Em lo cho nó không đó. Em có lo được cho em đâu. Em cũng dán cái bây giờ xương nghe cục đầu ở trong đây nữa. Bây giờ người ta nói anh nó vô chuyện á. Em có biết gì đâu. Mở xương ra bây giờ kiếm đâu ra mấy chục triệu anh. Lâu chết mẹ em luôn á. Người ta kêu em nói là thôi vô vậy đi. Cái xương mất cái em đi rồi anh ấy vô. Người ta kêu mới đi sắp xương lên cho gãy á. Vô kêu là đóng 40 triệu. Rồi nó mổ ca luôn, tăng ca mổ luôn. Em bán được 2 triệu nhiêu. Giờ cái giờ mày đâu có đủ 40 triệu anh. Em nói em còn 12 triệu nè. Nó lấy không? Giờ nó quẹo qua bên nè. Để em đóng cho nó luôn á. Là nó chị sao em không biết nha, em về. Nhưng mà lúc đầu em trốn, em nói không phải là trốn viện, em xin viện về ở Hữu Nghị á. Em nói vậy nè. Là gia đình tôi cũng khó khăn lắm, cho tôi xin về. Cái bệnh viện Hữu Nghị á, mấy bác em là làm một cái đơn cho bệnh viện. Nếu sau này em có bị cưa chân á, hay là như thế nào á, là bệnh viện không có đi lại mà nói với bệnh viện là này nọ. Tại vì chính em xin về, chứ không phải là bệnh viện kêu cho em về. Em ấy là người ta hỏi em có biết chữ không, nói dạ tôi biết chút đỉnh. Rồi người ta đọc ra bao nhiêu em ghi bấy nhiêu, như cái khu nào, cái chữ nào khó khó em mới hỏi là bác sĩ. Ờ ghi cái đó ra sao vậy đó. Cái bác sĩ mới chỉ em ghi là như vậy, chứ bác sĩ không cho em về. Bác sĩ nói nếu mà cô về á, là cái chân này sẽ bị cưa, hoặc là cô mang tật suốt cuộc đời của cô. Nếu mà cô đã chấp nhận cô về rồi nè, cô ghi cái đơn đi. Cô ghi cái tờ cam kết ở trong đây. Không, đúng là sự thật là bác sĩ không cho em về. Bác sĩ nói là về sẽ cưa cái chân, hoặc là cái chân này sẽ mang tàn tật suốt đời. Còn như nếu mà cô á có số tiền á để mà đi phẫu thuật cái chân này có thể là quả mai. À, nhưng mà em không cầu mong gì cho. Em chỉ cầu mong em sống được hàng ngày hai bữa cơm với chồng em. Vậy cái này còn đi sinh nữa không? Dạ không anh. Rồi tiền đâu sống, đi sinh rồi tiền đâu sống. Nói chung ra nếu mà nói tiếng không thì không đúng. Là chồng em nó cũng có dắt em, nó cõng em. Rồi đi tới một đoạn đường nào đó thì cái có xe, nó ổng kêu là xe chở hai vợ chồng đi lên tới một bến đò. Là xuống dưới đó xin đủ tiền để em uống thuốc qua ngày. Rồi ổng bắt tôi về đi rồi anh kiếm đồ ăn về cho em ăn, đừng xin nữa em ơi. Đó. Đó. Thương là thương như vậy. Tại vì đầu óc của mình lúc đó mình sợ, tại từ nào giờ mình từ nhỏ lớn giờ mình đâu có bị đòn đâu anh. Cái bữa đó bị chồng mình trội đồ phải xài quản sợ chứ. Rồi thêm cộng thêm cái mình vậy cái mình cũng tá quả lên, cái mình kêu xe tự bắt xe đi lên luôn à. Cái xin người này ít thì kia ít cũng được 20-something ngàn. Cái bắt lên Tân Châu luôn mà không biết sao ổng đi lúc mà mình về, hay là tại vì trời xuôi đất xuôi khiến gì đó. Nhớ bà nội, về mua cho bà nội ly cà phê sữa, chạy vô nhà đút cho bà nội, đỡ bà nội lên đút cho bà uống. Nhưng mà thím Út á, bà không cho uống. Bà kêu mày đi hồi nó về tới bây giờ. Là cho em rồi. Dạ đúng rồi. Em. Đúng rồi. Đó là Út ba sợ như ông này ông về tới á. Ông nói ủa sao mày đi rồi mày về đây làm chi rồi lại quýnh em nữa. Nhưng mà ai biết rằng là ông này ông hiện tại ông đang đi kiếm em nữa. Anh vô đây, anh tình cờ gặp hai đứa không vậy em cũng có
Dạ. Thì cái clip này chị khán giả có chữ là chữ em nha, tại vì hai đứa bây giờ là thật sự em chứng kiến là rất khổ cái việc khán giả, thì mình muốn nói cái điều gì. Hai gói mì mà nãy giờ hai vợ chồng em chưa có dám ăn nữa nè. Lên clip này có những khán giả rất là gọi là chữ em, nhưng mà em thấy trước mắt là thấy hai đứa nó khổ vậy, thì em cũng xin phép một nhà hảo tâm đó là rồi khi nào nghỉ ha, để hỗ trợ cho hai em nó một phần nhỏ nhỏ để có tiền để mua gạo này kia, thêm mua đồ ăn ăn ha. Thì nhớ một điều á, là mai mốt có nhậu thì bớt lại nha, có nhậu nhiều. Đây là anh gửi một món quà nói quý vị khán giả mình con bà hồi xưa tới đánh kẻ chạy đi chơi đánh người chạy lại quý vị khán giả thì thấy hai em nó bây giờ thật sự là nó rất thê thảm, thì đây anh gửi một món quà của nhà hảo tâm là chị Tina Nguyễn ở bên Mỹ gửi cho hai đứa em ha, để có tiền mà uống thuốc. Dạ. Em cảm ơn chị Tina Nguyễn đã giúp cho em, bữa nay em có thuốc tiền mua thuốc uống với mua gạo mua ấy rồi. Gạo thì bữa nay em có rồi, chắc là mai em mới mua gạo. Còn đây chồng cắt đi sao? Cảm ơn chị Tiên Mai Nguyễn nha. Thì em cũng cảm ơn chị Tâu đại diện cho Như Nhật Kiệt, cảm ơn chị Tiên Mai Nguyễn rất nhiều. Thật sự em Như Nhật Kiệt em cũng tính là bỏ không có quay nữa diễn khán giả, nhưng mà hôm nay vô tình chị vô đây cũng có người nói là cô Dung là cũng vòng vòng đây, em đi kiếm cô Dung thì tâm ra thì vô đây thì phát hiện Như Nhật Kiệt ở trong đây quý vị khán giả, thì mình mới ghé nhau thấy hai em nó cũng thê thảm quý vị khán giả, thì mình cũng xin phép bên ngoài gỡ cho hai em nó là 200.000 ha. Thì một lần nữa cảm ơn chị Tina Nguyễn rất nhiều, và cảm ơn tất cả quý khán giả đã xem cái kênh Trao Niềm Vui trong thời gian qua. Quý vị khán giả một ngày vui vẻ, cảm ơn sức khỏe, lo tài, bye bye hay đó.